Vâng, em chào cô bác và anh chị nha. Tiếp tục hôm nay thì em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ở đây thì có hai lô, mỗi lô là 4.000 m², tổng là 8.000 m². Các bác nào muốn mua hết thì bán hết, mua một nửa để bán một nửa nha. Sổ sách đầy đủ hết rồi. Và mỗi lô 4.000 m² này là đều có 65 m² thổ cư. Một lô thì đã có nhà sẵn, một lô thì có cây ăn trái, cây vườn sẵn. Đó. Đây là đường đi liên thông nha, liên xã luôn, qua xã Liên Hà. Con đường này đi thẳng qua xã Tân Thanh, Hoài Đức, xã trung tâm. Từ đây chạy ra tới ngã ba ngay ngoài này Hàng Quán thì nó rơi vào là khoảng 400 m. Còn chạy ra tới tỉnh lộ trung tâm Hàng Quán thì nó rơi vào hơn một cây số nha. Đây sẽ là ranh giới của mình. Từ đây chạy qua bên kia thì mình được 40 m. Chia đôi ra thì mỗi lô 4.000 m² thì mình có là 20 m mà tiền đường này, đường đi liên thông, ô tô và thoải mái nha. Đó, khu vực là dân cư đông. Đất này đang trồng bắp này, rất là tốt luôn. Đây, sẽ được chia đôi là từ đây qua tới bên hết đám bắp này, là mỗi lô là được mình được 20 m. Cà thì đứng tới đầu thôi, cà ghép rất là đẹp nha. Đó, đường điện nhà nước là chạy dọc đường này. Đó, đường điện kéo vào nhà này. Đây, một căn nhà xây. Đó, hai lô này đều bán bằng giá nhau là 500 triệu trên một sào. Có 65 m² thổ cư mỗi lô. Nhà cửa điện nước là sẵn này, giếng đào đây, bồn nước các thứ đây, nhà cửa đây. Đó, nhà xây, nhà người ta đang nuôi tằm các bác. Đó, nhà cũng tráng hết nền rồi, đẹp đẽ thoáng, rất là thoáng nha. Đó, lô này thì lại có vườn cây ăn trái, nguồn thu cà phê, và dưới này có mắc ca. Đây, mắc ca này. Đây, chia đôi ra thì bên này là dâu, bên này nó là cà phê, cây nâu năm. Đó, kia cái cây ổi này, cây mắc ca này. Đó, giải đất của mình lại bằng rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn. Như em bay phải lấy cam em vẽ rất là rõ ràng về cái lô đất của mình. Ở đây thì đất bằng và view rất là thoáng luôn. Chạy ra tới trung tâm trường chợ thì có hơn một cây số nha các bác. Ra tới tỉnh lộ thì hơn một cây số. Đây, các bác có thể thấy cái đất của mình rất là đẹp này, nó lại bằng rất là đẹp luôn. Xung quanh là có bơ, có sầu riêng này nha các bác. Sầu riêng như thế này, này. Đây, sầu riêng này. Xen kín này này. Sầu riêng hết luôn. Sầu riêng này. Nói chung là sầu riêng, cây ăn trái là thu là xen kín rồi. Đó, một bên là dâu, một bên là cà phê, cây nâu năm. Thì có nhà cửa sẵn. Mỗi lô đều bán là 500 triệu trên 1.000 m². Thì 4 sào người ta đang bán giá là 5.420 thì nó rơi vào 2 tỷ cho lô 4.000 m² nha. Đấy, các bác nào có đủ tài chính thì có thể mua hai lô là 8 sào. Sổ sách là đầy đủ, sổ riêng hết mỗi lô rồi nha. Đó, ở đây có cây đu đủ đẹp quá. Rồi. Đất là thuộc xã Tân Thạnh, đất là thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Các bác quan tâm thì vào gặp trực tiếp chủ đất mình trao đổi thêm làm việc. Đây, nằm mơ. Đất bằng đẹp, bằng lại thoại. Đó, thoáng luôn. Ô tô vào tận nơi. Hàng Quán thì ngay đây cách có 400 m thôi. Đó. Đấy. Các bác nào muốn mua hàng shipper thì nó vào giao tận nơi luôn. Đó. Shopee hay là Lazada. Đây, đất của mình là tới đây này, tới cái cây cột điện này, chạy băng qua kia. Diện tích là 8.000 m², có thổ cư sẵn, nhà cửa sẵn, cây trái sẵn, nguồn thu sẵn, đường liên thông liên xã, khu vực dân cư bắp. Bắp đỏ.
đỏ sống rất là khỏe luôn. Nhà cửa. Dây wifi này. Đó, được kéo vào này. Đường điện là đầy đủ luôn, chạy dọc đường. Và các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.